Kính chào quý vị và các bạn. Sau khi vương triều nhà Trần được thành lập vào năm 1226 dưới sự trị vì của vua Trần Thái Tông và sự trợ giúp đắc lực của Thái sư Trần Thủ Độ, đất nước Đại Việt ngày một phát triển và hưng thịnh. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó của vua cha, vị vua thứ hai của nhà Trần tiếp tục xây dựng đất nước một cách ổn định và vững chắc, tạo tiền đề cho hai cuộc chiến thắng quân Nguyên Mông vô cùng vẻ vang. Đó chính là vua Trần Thánh Tông, vị vua thứ hai của nhà Trần trong lịch sử nước Việt. Vua Trần Thánh Tông có tên thật là Trần Hoàng, là con thứ hai của vua Trần Thái Tông và bà Hiền Từ Thuận Thiên Hoàng Thái Hậu Lý Thị. Ông sinh ngày 25 tháng 9 âm lịch năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 9, tức năm Canh Tý 1240, và ngay lập tức được lập làm Đông Cung Thái Tử. Hoàng đế Thánh Tông Trần Hoàng sinh năm 1240, tức thì 15 năm sau phụ hoàng của ngài, Đức Thái Tông Trần Cảnh được ngôi của nhà Lý. 15 năm này là một quãng thời gian rất đặc biệt, mà trước tiên hoàn toàn có thể tính toán để mà ngạc nhiên, bởi vì chỉ trong 15 năm mà xuất thân từ một dòng họ trài cá, trài lưới ở miền ven biển lầy lội Nam Định, Thái Bình. Dòng họ nhà Trần này tiến kinh, nhập triều, trở thành một dòng họ nắm quyền hành đất nước. Nhưng chỉ cần 15 năm thì những người nhà Trần ấy đã kịp tự nâng mình lên, tự rèn tạo mình, và rất đặc biệt đấy, tự bồi dưỡng cho mình những kiến thức, những trí tuệ, những học vấn để trở thành những hoàng đế, rồi những thượng hoàng rất đặc biệt của thời Dựng Trần và thời Thịnh Trần. Thánh Tông là một vị hoàng đế như thế. Ngày 24 tháng 2 âm lịch niên hiệu Nguyên Phong thứ 8, tức năm 1258, Trần Thái Tông nhường ngôi cho Thái Tử Hoàng về làm Thái Thượng Hoàng. Trần Thánh Tông lên ngôi, đổi niên hiệu là Thiệu Long. Ông tôn vua cha là Hiển Nghiêu Thánh Thọ Thái Thượng Hoàng Đế. Ông được xem là một vị vua nhân hậu, hòa ái đối với mọi người từ trong ra ngoài. Ông thường nói rằng, thiên hạ là của ông cha để lại, nên để anh em cùng hưởng phú quý chung. Do vậy, trong nội cung khi ăn uống nô đùa không có phân tôn ti trật tự, chỉ lúc nào có việc công hay buổi trầu thì mới phân thứ tự theo lẽ phép. Trần Thánh Tông có câu nói nổi tiếng được ghi chép trong sử sách. Ông nói với các vương hầu, thiên hạ là thiên hạ của Tổ Tông. Người nối nghiệp Tổ Tông nên cùng với anh em trong họ cùng hưởng phú quý. Tuy bên ngoài thì là cả thiên hạ phụng sự một người tôn quý, nhưng bên trong thì ta cùng với các khanh là đồng bào ruột thịt. Lo thì cùng lo, vui thì cùng vui. Lời nói của Thánh Tông thực là thấu tình đạt lý, và ngay trong sinh hoạt hàng ngày, ông cũng thể hiện sâu sắc tinh thần ấy. Trong họ Trần, cha con, anh em luôn luôn hòa thuận vui vẻ. Song Trần Thánh Tông không chỉ vì tình nghĩa mà xuê xoa mọi việc. Ông biết cân nhắc để định rõ vị trí, xác định tài năng. Người anh thúc bá của ông là Trần Quốc Tuấn, tài năng ưu việt hơn cả. Ông và con sau này, tức vua Nhân Tông, tôn làm Tiết Chế, thống lĩnh quân đội. Các em ông là Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật đều giữ những cương vị xứng đáng trong triều. Những kẻ lầm lỗi như Trần Ích Tắc cũng là em ông, bị ông xóa tên, chỉ gọi là Ả Trần, có nghĩa là hèn nhát như đàn bà.
những người có công lao được ông ban thưởng có mức độ, thưởng mà vẫn nhắc họ cảnh giác với quân thù. Và ở đây đấy, cái căn cốt của một vị vua thánh, giỏi như thánh như thần ấy, thì bộc lộ ra ở cái khả năng của một nhà tổ chức chính quyền, tổ chức triều đình ấy, với cái tinh thần là hòa hiếu, hòa mục, nhưng mà cực kỳ nghiêm chỉnh, thận trọng. Cái câu nói của Trần Thánh Tông rằng, đây là nói với tất cả họ hàng thân thích, lúc này đã đua nhau và được chen vai thích cánh để cùng vào triều và cùng để làm quan, làm vương, làm tước, làm quý tộc. Và nếu không khéo điều hành và cố kết họ lại thì đại họa làm nổ ra ở chỗ này. Cho nên Trần Thánh Tông là cái người mà rất giỏi trong cái việc cố kết nhân tâm cả nước đã đành, nhưng mà trước tiên là tổ chức chính quyền và tổ chức triều đình và tổ chức hoàng tộc của mình. Cái câu nói nổi tiếng đối với cái đối tượng này đấy, thì tức là bên ngoài trong việc triều đình ấy, thì là vua tôi, nhưng mà bên trong xong việc triều đình rồi thì là anh em trong nhà. Vì thế xong việc triều đình rồi thì vào hậu cung nắm tay ca hát nhảy múa uống rượu, và xong rượu rồi nếu mà không tiện về nhà ấy, thì giải chiếu nằm cả một dãy dài ra đấy mà cũng ngủ như vậy. Đấy là cái sáng tạo bộc lộ được cái khía cạnh nhân cách, nhà chính khách của Trần Thánh Tông. Về đối nội, ông dốc lòng xây dựng đất nước mạnh giàu. Ông là người đầu tiên có chủ trương cho các vương hầu thành lập các điền trang, được chiêu tập những người siêu tán không có sản nghiệp về làm nô tì để khai khẩn ruộng hoang, bãi lầy xú phẹt vùng ven biển. Chế độ điền trang thực sự bắt đầu từ đây, xây dựng cơ sở vững mạnh cho nhà nước phong kiến. Vua Thánh Tông ở ngôi 21 năm, đất nước được yên trị, việc học hành được mở mang. Vua Trần Thánh Tông mở trường dạy học để các văn sĩ học tập. Danh nho Mạc Đĩnh Chi, người đỗ trạng nguyên đời Trần Anh Tông, sau này cũng học ở trường ấy. Ông còn cho Lê Văn Hưu tiếp tục biên soạn sách Đại Việt Sử Ký. Lê Văn Hưu đã làm được bộ sử sách gồm 30 quyển, chép từ đời Triệu Vũ Vương đến Lý Chiêu Hoàng. Việc biên tập bộ sử này được khởi đầu từ đời vua Thái Tông đến năm Nhâm Thân 1271 đời Thánh Tông mới xong. Nhà vua xuống chiếu kén chọn văn học sĩ xung vào quan ở Quán và Các. Đặng Kế được kén làm Hàn Lâm học sĩ, liền được thăng chức trung thư. Theo quy chế cũ, không phải người trong họ vua thì không được làm chức hành khiển. Những người có học vấn được giữ quyền binh bắt đầu từ đây. Với tài năng của một vị vua sáng, Trần Thánh Tông không chỉ đạt được những thành tựu về kinh tế, văn hóa, mà bằng tài ngoại giao khôn khéo, mềm dẻo của mình, ông đã giữ cho đất nước cảnh thanh bình trong suốt 20 năm trị vì. Thánh Tông tức là giỏi giang như thánh, như thần. Thế thì cái phẩm chất đầu tiên ấy là của cái sự giỏi giang như thánh, như thần này là cái phẩm chất của một nhà chính trị, một vị chính khách. Cái vị chính khách này lại là chính khách cỡ nguyên thủ quốc gia, ngồi ngai nhiều năm của nước Đại Việt một thời hưng thịnh. Thế thì đấy là cái phương diện nhân cách hoàng đế của nhà chính khách. Nhưng không phải chỉ có nhân cách hoàng đế của nhà chính khách, mà ở trong cái nhân cách nhà chính khách này còn một phương diện khác cũng thấy được một cách dễ dàng ở Trần Thánh Tông, đó là nhà ngoại giao. Trần Thánh Tông là nhà ngoại giao cực giỏi, nhất là ở trong cái thời kỳ mà ngài đứng mũi chịu sào, ở cái thời gian mà chuẩn bị kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai
Và lần thứ ba, ở đây việc giao thiệp với đế chế nhà Nguyên lúc này đang rất cường thịnh, thì việc ngoại giao trước khi buộc phải dùng chiến tranh ấy, là một cái sự nghiệp rất quan trọng mà hầu như là do Thánh Tâm cán đạo. Đấy là cái khía cạnh nhà ngoại giao ở trong con người là nhà chính khách mà giữ ngôi hoàng đế nguyên thủ quốc gia của Trần Thánh Tông. Về mặt ngoại giao với Nam Tống, năm 1258, Trần Thánh Tông sai sứ sang Nam Tống báo việc lên ngôi và được phong làm An Nam quốc vương. Sau đó, dù Nam Tống đã suy yếu trước sự uy hiếp của Mông Cổ, ông vẫn giữ quan hệ. Để giữ tình bang giao với Đại Việt, khi Thánh Tông sai sứ mang đồ cống sang, vua Tống cũng tặng lại các sản vật của Trung Quốc như chè, đồ sứ, tơ lụa, không những gửi cho Thánh Tông mà còn tặng cho cả sứ giả. Việc duy trì quan hệ với Nam Tống ngoài ý nghĩa giao hảo nước lớn còn nhằm mục đích nắm tình hình phương Bắc. Sau này, khi Nam Tống bị nhà Nguyên đánh bại, phải rút vào nơi hiểm yếu, từ đó mới không còn qua lại với Đại Việt. Nhiều quan lại và binh sĩ Tống không thần phục người Mông đã sang xin nương nhờ Đại Việt. Trần Thánh Tông tiếp nhận họ, ban cho chức tước và cử người quản lý. Về mặt quan hệ với Nguyên Mông, Trần Thánh Tông duy trì lệ cống nhà Nguyên 3 năm một lần. Mỗi lần đều phải cống nho sĩ, thầy thuốc, thầy bói và thợ thuyền, mỗi hạng 3 người, cùng với các sản vật như sừng tê, ngà voi, đồi mồi hay châu báu. Vua Mông Cổ lại đặt quan Đạt Lỗ Hoa Xích, tức quan trưởng ấn, để đi lại giám trị các châu quận Đại Việt. Ý Mông Cổ muốn tìm hiểu nhân vật, tài sản Đại Việt để liệu đường mà đánh chiếm. Thánh Tông bề ngoài tuy vẫn chịu thuần phục, nhưng ông biết ý đồ của vua Mông nên tiếp tục luyện binh dụng võ để phòng chiến tranh. Ông cho tuyển đinh tráng ở các lộ làm lính, phân quan ngũ ra làm quân và đô, bắt phải luyện tập luôn. Từ năm 1271, Hốt Tất Liệt đặt quốc hiệu là Nguyên. Trong lúc bình định nốt miền Nam Trung Quốc, muốn dụ vua Đại Việt sang hàng phục để khỏi cần động binh. Cứ vài năm, Mông Cổ lại cho sứ sang sách nhiễu Đại Việt và dụ vua An Nam sang chầu, nhưng vua Trần lấy cớ thoái thác. Năm 1272, vua Nguyên cho sứ sang lấy cớ tìm cột đồng trụ của Mã Viện trồng ngày trước, nhưng Thánh Tông sai quan sang nói rằng cột ấy lâu ngày mất đi rồi, không biết đâu mà tìm nữa. Vua Nguyên bèn thôi không hỏi nữa. Năm 1275, Trần Thánh Tông sai sứ sang nói với vua Nguyên rằng nước Nam không phải là nước mườn mán mà đặt quan giám trị, xin đổi quan Đại Lỗ Hoa Xích làm quan dẫn tiến sứ. Vua nhà Nguyên không cho, lại bắt vua Trần sang chầu, Thánh Tông cũng không chịu. Từ đấy, vua nhà Nguyên thấy dùng ngoại giao để khuất phục nhà Trần không được, quyết ý cử binh sang đánh Đại Việt. Nguyên Thế Tổ cho quan ở biên giới do thám địa thế Đại Việt, Trần Thánh Tông cũng đặt quan quân phòng bị. Sau khi nhà Nguyên diệt Nam Tống năm 1279, Đại Việt càng đứng trước nguy cơ bị xâm lăng từ đế quốc khổng lồ này. Vào năm 1277, Thượng Hoàng Trần Thái Tông qua đời. Vào ngày 22 tháng 10 âm lịch năm sau, tức là năm 1278, Trần Thánh Tông nhường ngôi lại cho con trai là Hoàng Thái tử Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông, còn ông lên làm Thái Thượng Hoàng. Mặc dù đã trở thành Thái Thượng Hoàng, nhưng Trần Thánh Tông vẫn đóng một vai trò rất lớn trong cuộc kháng chiến chống lại quân xâm lược Nguyên Mông. Trần Thánh Tông nhường ngôi cho con, lui về làm Thượng Hoàng khi ông 42 tuổi, nhưng ông vẫn trực tiếp chỉ đạo chống giặc. Năm 1284, ông là người có sáng kiến tổ chức hội nghị phụ lão ở Điện Diên Hồng để được nghe tất cả người già trong nước cùng hô to câu trả lời: đánh, quyết đánh. Các sử gia về sau có nói về Trần Thánh Tông là người biết giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay. Cả hai cha con cùng nhau chỉ đạo kháng chiến, nhưng thế giặc vô cùng mạnh. Thánh Tông với cương vị Thượng Hoàng đã phải cho em gái út của mình là công chúa An Tư sang hầu hạ tên tướng giặc Thoát Hoan, nhưng chúng vẫn không thôi đàn áp và cướp bóc. Kinh thành Thăng Long bị giặc chiếm, hai vua phải đi thuyền nhỏ tránh ra Quảng Ninh, rồi lại theo sông Nam Triệu, vượt biển Đại Bàng vào Thanh Hóa.
Nhưng sau đó quân ta đã xoay đổi được thế trận, giành thắng lợi lớn ở Tây Kết, Trương Dương, Hàm Tử, để tháng 6 năm đó được trở về Kinh Sư. Bọn Giặc Nguyên thua to nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ xâm lược, chúng vẫn ồ ạt kéo sang và lần này thì hoàn toàn thất bại thảm hại. Những danh tướng như Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Tính Cơ, Lệ Ngọc đều bị bắt sống. Trần Thánh Tông lần này lại nêu cao một cử chỉ cao thượng. Ông cho phép dẫn bọn Ô Mã Nhi lên thuyền ngự, cùng ngồi nói chuyện với chúng và uống rượu vui vẻ. Nổ ra cuộc kháng chiến lần thứ hai rất khó khăn nhưng cũng rất vĩ đại nhất trong ba lần kháng chiến trong Nguyên Mông ấy, thì người đứng mũi chịu sào lúc này đấy tiếng rằng là Hoàng đế Trần Nhân Tông là con Trần Thánh Tông, nhưng Nhân Tông lúc này là trẻ, còn thì gánh vác chính thức chính là Thượng Tòa, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, và ông kề vai sát cánh cùng vua con Trần Nhân Tông của mình, kề vai sát cánh cùng các anh em, chú bác, họ hàng của mình, những Trần Quang Khải, những Trần Nhật Duật là em của ông, những Trần Hưng Đạo, Hưng Ninh Vương Trần Tung là anh họ của ông, một loạt tất cả những người nữa, Trần Khánh Dư đấy, thì mặt trận nào cũng đều có mặt Trần Thánh Tông. Ông bôn ba cùng triều đình với sự hộ vệ của Trần Hưng Đạo đấy, lánh giặc khi nó đang có thế mạnh, cái mũi nhọn của giặc, và đánh giặc khi nó đã bị rơi vào cái thế chiến lược mà bên nhà Trần, quân đội và triều đình nhà Trần đã cài sẵn và buộc nó phải rơi vào đấy. Thì lúc đó là ngài lâm trận, ngài không lánh giặc nữa mà ngài đánh giặc. Ở trận nào thì cũng đều có mặt ngài cả. Và đánh giặc với cái tinh thần rất lạ của một bậc minh triết, một bậc vua thánh. Ấy là cái hình ảnh mà sử ghi rất rõ ở trận Bạch Đằng. Trận quyết chiến chiến lược Bạch Đằng năm 1288 ấy, thì Trần Quốc Tuấn, Hưng Đạo Đại Vương cùng tất cả các tướng lĩnh của mình ấy, cùng các quý tộc nữa, thì đánh trận ở Mạn Hạ Lưu. Nhưng nhích lên trên Mạn Thượng Lưu không xa là ngự thuyền, là thuyền ngự của Trần Nhân Tông và Trần Thánh Tông. Đến nỗi xảy ra cái việc mà sau khi đại thắng bắt được đến 400 thuyền của giặc rồi, thì một viên tướng của Trần Hưng Đạo là Đỗ Hành túm được tên tướng khổng lồ khủng khiếp Ô Mã Nhi cùng với cả một vị thân vương của triều đình nhà Nguyên nữa là Tích Lệ Cơ, thì đem hai cái chiến tù loại đặc biệt số 1 đó thì dâng lên cho người chỉ huy trận Bạch Đằng. Dâng lên ai? Là dâng lên cho Thánh Tông. Và sử chép rất rõ, Thánh Tông ngự ở thuyền nhà vua và cho hai tên bại tướng hàng đầu, đại quý tộc và đại danh tướng ấy lên thuyền ngự và cùng cho nó ngồi, rồi thì cùng bàn rượu cho nó uống và cùng trò chuyện rất vui vẻ. Ngay sau cái cảnh tượng mà sông Bạch Đằng vẫn còn loang đầy máu giặc và lửa vẫn đang cháy ở đó. Đấy là cái cảnh mà Trần Thánh Tông đi chậm trong vai của một vị, một nhà tướng. Vào năm 1289, sau khi chiến tranh kết thúc, Trần Thánh Tông lui về Phủ Thiên Trường làm thơ. Tài năng thơ phú của ông đã được đương thời và hậu thế vô cùng kính phục. Trần Thánh Tông, ngoài phương diện là chính khách, ngoài phương diện là nhà hiền triết, thì còn là một nhà thơ, một thi sĩ, mà là một thi sĩ đích thực. Ông viết rất nhiều thơ, làm rất nhiều văn. Chỉ tiếc rằng bây giờ thì còn lại không được nhiều, nhưng chỉ một số bài thơ còn lại được. Ta cũng thấy ở đây một tài năng thi ca rất lớn và một loạt những sản phẩm thi ca đích thực mang phong cách
của thơ Đại Việt thời nhà Trần đã đành, mà còn mang phong cách của thơ riêng Trần Thánh Tông, với cái nhân cách là nhà chính khách, nhà hiền triết và là một thi nhân, thi sĩ. Thơ Trần Thánh Tông giàu phong vị trữ tình, phóng khoáng, nhàn tản, kết hợp nhuần nhị giữa tinh thần tự hào về đất nước và dân tộc của người chiến thắng với tấm lòng yêu cuộc sống yên vui, thanh bình và phong độ ung dung của một con người tự tin, lạc quan. Về hình thức, thơ ông kết hợp giữa nhịp 4 quen thuộc của thơ đường với nhịp 3 của thơ dân tộc. Đây là một thể nghiệm đầu tiên, mở đầu cho những cuộc cách tân trong thơ ca Việt Nam trung đại. Bài thơ đặc sắc nhất là bài Hạnh Thiện Trường Hành Cung, có thể xem như lời kết đẹp của một thời kỳ gian khổ chiến đấu, một khoảng lặng thanh bình qua cảm nhận của một thi nhân, cũng là một vị tướng vừa chiến thắng trong cuộc chiến. Không còn bụi đường và tiếng ồn ào của ngụy sứ đi lại rầm rập ngoài đường, cũng không còn tiếng ngựa hí, quân reo và tiếng gươm đao, mà chỉ còn sự trong sạch và yên tĩnh tuyệt đối. Ánh trăng thanh nhàn soi bóng người nhàn hạ, mặt nước mùa thu in bóng trời thu. Cũng có những cảm xúc tinh tế mà ấm áp trong buổi chiều thanh bình ấy ở phủ Thiên Trường. Không gian thì như mơ hồ, nhưng cuộc sống thì sinh động và rất thực. Nó cho ta cảm giác về một vùng quê an lạc rất đỗi thanh bình, nhưng không phải bao giờ cũng có được. Trên hết, ở đây là một tình yêu thiết tha và niềm tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước. Cảnh thanh u vật diệt thanh u, thập nhất tiên châu thử nhất châu, bách bộ sinh ca cầm bách thiệt, thiên hàng nô bộc quất thiên đầu. Nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự, thủy hữu thu hàm thiên hữu thu. Cảnh thanh u, vật cũng thanh u, 11 châu tiên đây một châu, trăm tiếng đàn ca chim sánh giọng, nghìn hàng tôi tớ quất nhô đầu. Trăng vô sự chiếu người vô sự, nước ngậm thu lồng trời ngậm thu. Phương diện thứ hai của Trần Thánh Tông rất lạ, ấy là ngài còn là và còn chính là nữa một nhà hiền triết, một bậc minh triết trong vai một nhà tu hành. Chỉ 15 năm sau khi lấy được ngôi nhà Lý thì ra đời, và chỉ 18 năm sau đây nữa thì trở thành hoàng đế. Thì với một thời gian ngắn ngủi như thế đấy, thì không hiểu sao hậu thế chắc là sẽ còn phải tìm tòi rất nhiều đấy, Trần Thánh Tông đã kịp trang bị cho mình không những là cái con đường đi, tức là cái chí hướng, mà còn cả những phương pháp, và đặc biệt nữa là cả việc tích lũy kiến thức, và đặc biệt nữa là cả sự vận hành cái trí tuệ, cái phương pháp suy nghĩ của mình ấy, để trở thành một nhà hiền triết, một bậc minh triết, thậm chí là còn trở thành như người ta đã gọi xứng đáng mệnh danh là một bậc giáo chủ. Cái thiền phái Trúc Lâm sau này thì được coi là sáng tạo ra bởi vua Trần Nhân Tông, là con của Trần Thánh Tông. Nhưng tất cả những tư tưởng và giáo lý, cùng đặc biệt là cái triết lý, triết học được nói ra thành kệ, thành thơ đó, thì đã được Trần Thánh Tông làm thơ, phát kệ, nói ra từ trước đấy rồi. Và như thế đấy, thì những sản phẩm kinh kệ và thơ văn của Trần Thánh Tông ấy, cũng là sản phẩm của một bậc minh triết, của một nhà triết học xứng đáng là tổ hay là tiền tổ hay tiên tổ của cái thiền phái Trúc Lâm do Trần Nhân Tông sáng tạo. Ngày 25 tháng 5 âm lịch năm Trùng Hưng thứ 6, tức năm Canh Dần 1290, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông qua đời,
Ông làm vua 21 năm, làm thượng hoàng 12 năm, hưởng thọ 51 tuổi, được táng ở Dụ Lăng. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của nhà Hậu Lê ca ngợi Trần Thánh Tông, trung hiếu nhân thứ, tôn hiền trọng đạo, cha khai sáng trước, con kế thừa sau, cơ nghiệp nhà Trần được bền vững. Sử gia Ngô Sĩ Liên ca ngợi công lao của ông. Thánh Tông nối nghiệp Thái Tông, giữa chừng gặp giặc cướp biến loạn, ủy nhiệm cho tướng thần cùng với nhân tông giúp sức làm nên việc, khiến thiên hạ đã tan lại hợp, xã tắc nguy lại an. Suốt đời Trần không có việc giặc hồ nữa, công to lắm. Thánh Tông là vị hoàng đế hiền tài, đối với anh em họ hàng thân mật, không phân biệt chúa tôi, chỉ kể tình ruột thịt. Đối với dân trong nước mở mang kinh tế và việc học hành, ông lại chỉnh đốn võ bị, chống ngoại xâm, biết ngoại giao mềm mỏng, dùng kế hoãn binh trong nhiều năm. Khi chiến tranh nổ ra, ông cùng quân dân đồng cam cộng khổ để đi đến thắng lợi, có thể coi là vua tài đức toàn vẹn. Lịch sử cũng hoàn toàn có thể nhìn nhận cuộc đời của hoàng đế Trần Thánh Tông thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn làm hoàng tử từ năm 1240 cho đến năm 1258, 18 năm. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn làm hoàng đế từ năm 1258 đến năm 1278, 21 năm nếu tính cả năm đầu tiên. Và sau đó từ 1278 đến năm 1290 là 13 năm làm Thái Thượng Hoàng. Cuộc đời nhìn nhận theo chiều dọc thời gian gồm 3 giai đoạn như thế, hoàn toàn xứng hợp với lại nhân cách, nhìn nhận theo 3 phương diện nhân cách ở chiều ngang, tinh kết lại cả hai bề dọc ngang như thế, người ta nhận diện được một hoàng đế Trần Thánh Tông cực kỳ vĩ đại, lớn lao. Cái lớn lao của Trần Thánh Tông ấy, còn có thể tìm thấy một dẫn chứng vào lúc cuối đời. Ấy là sau đại thắng sông Bạch Đằng thì vị thượng hoàng đầy mình chiến công như thế lui về Bắc Cung và ở yên ở đấy làm việc nghiên cứu triết học và đặc biệt là đạo Phật và đặc biệt là làm thơ. 2 năm cuối đời ấy, chỉ sau khi đã lập đại võ công sông Bạch Đằng cùng với mọi người rồi, thì vị hoàng đế, vị thượng hoàng có 102, Trần Thánh Tông trong lịch sử đất nước và lịch sử đại Trần mới chịu nhắm mắt, yên nghỉ, thanh thản ra đi về cõi vĩnh hằng. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình lịch sử Việt Nam về vị vua anh minh của thời nhà Trần, Trần Thánh Tông đến đây là kết thúc. Đất nước Đại Việt sẽ phát triển như thế nào dưới sự trị vì của vị vua kế vị Trần Thánh Tông? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương trình lịch sử Việt Nam tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!